Xin chào các bạn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đến với video tiếp theo của Ngô Đình Hùng. Xin kính chào cô chú quý anh chị đã đến với chủ video tiếp theo của Đình Khuôn nha. Hôm nay thì Khuôn sẽ review một cái căn nhà mà Khuôn đang thi công đưa vào giai đoạn hoàn thiện tại hẻm Liên Tổ 1220 thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì căn nhà này là đang trong giai đoạn hoàn thiện và anh em đang chuẩn bị cho cái công tác là lát gạch và sơn bê. Thì mời cô chú quý anh chị cùng Khuôn đi khám phá xem là cái căn nhà này nó có những cái công năng gì nha. Cái nhà này hiện tại thì nó đang vào cái giai đoạn hoàn thiện và anh em đang chét được một cái nước và đã ốp gạch rồi. Đó. Thì thông tin của căn nhà này là bề ngang là dài 7m, chiều cao của cái căn nhà là tầng trệt này nè là 4m2, ở trên là 3m6 và lầu trên nữa là 3m6. Thì mình làm full luôn. Còn cái giải pháp của anh em Khuôn làm là sàn dược nhiệt, là bề mặt sàn nó dày lên 2 tấc 6, không có hệ thống dầm. Thì cô chú và quý anh chị đi vô để xem coi là cái trong cái căn nhà này nó có những cái gì, và trong cái giai đoạn hoàn thiện thì nó sẽ bao gồm những cái vấn đề gì cần làm nha. Thì khi bước vô cái sảnh ở đây á, nó là nó tới cái khu vực này là cái khu vực phòng khách, nhưng mà gia chủ sẽ làm một cái quầy lễ tân, tại vì kế hoạch đó sẽ là kinh doanh nha khoa, cho nên là cái quầy tiếp tân ở đây. Phía sau này là sơn bê, nhưng mà cái dách này là sẽ là sơn hiệu ứng dùng của sơn Duga. Còn bên này á thì mình trang trí một cái vách cho nó đẹp bằng gạch tấc rưỡi 4 tấc. Thì đã có chừa sẵn những cái ô dây điện để mà mình làm gắn máy lạnh đó, cô chú anh chị. Cửa thì cái hệ thống cửa này là chiều cao lên là 4 tấc luôn. Chứ mình không có làm giống như những cái cửa sổ thông thường là cao lên tới 8 tấc, 9 tấc mét. Thì như vậy thì mà nó sẽ đảm bảo được cho mình được cái vấn đề là cái chiều cao cửa nó thông thoáng, nó lấy đủ ánh sáng. Bên ngoài cái cửa chính này là bề ngang là 3m9, cao lên là 3m2. Cái chiều cao nó rất là phù hợp với cái bề ngang này. Bề ngang nhà mình thì như Khuôn đã nói là nó tới 7 mét lận. Mình cùng đi vào bên trong. Khi vào bên trong này thì nó sẽ chia ra được 3 cái phòng khám, 3 cái công năng. Một cái là ngay cái vị trí này là đặt được 3 cái bàn, 3 cái bàn để mà mình nha khoa thì khám răng đó cô chú quý anh chị. Tiếp theo trong một cái phòng này nữa, thì phòng này nó cũng có tác dụng đó luôn, nhưng mà mình ngăn ra làm 2 vách, rất là rộng. Không gian này là bề ngang hoàn toàn là mình sử dụng hết 7 mét luôn. Chiều cao của cái trần này nó hiện tại nó đang là 3m2 khi mà đóng trần hoàn thiện. Và bên trong này thì là tới cái khu vực này, thông thường đó là khu vực bếp, nhưng mà do mình kinh doanh cho nên phía sau này chủ yếu là sinh hoạt của nhân viên thôi. Và nó có một cái phòng này là cái phòng giặt cho đồ cho bệnh nhân với mấy cái chăn ga gối niệm rồi đó, là sẽ cho vô khu vực này. Và phía sau này đó chính là cái nhà vệ sinh công cộng đó. Nhiều đó là coi như là toàn bộ cái không gian của tầng trệt. Tại tuy là cái nhà nó bề ngang rộng và nó có chiều dài tới 22m, nhưng mà mình chỉ bố trí được một số cái công năng đó thôi. Và cái cầu thang mà Khuôn đang làm này chính là cái cầu thang bay theo cái yêu cầu thiết kế của gia chủ. Thì cái cầu thang này là thiết kế theo một cái style của một cái quán cà phê. Bên trên này những cái vị trí bậc này thì Khuôn còn bố trí thêm những cái lan can, hệ thống lan can nó giống như là những hệ thống dây vậy đó, mình sẽ bắt trực tiếp vào những cái đầu này. Mỗi cái bậc như vậy là hai sợi, sau đó là mình bắn thẳng trực tiếp bên kia luôn. Một phần đó là nó chịu cái bảng thang này cho nó chống bị rung lắc sau này mình có ghim đồ nặng á cô chú quý anh chị. Cầu thang làm rất là chắc chắn. Mời cô chú quý anh chị lên lầu 1 ha. Lầu 1 này thì khi mà bước lên thì mình có một cái không gian này thì để chống luôn cho nó thông thoáng. Sau này lan can là mình bắn thẳng lên luôn rồi.
Khi mà bước vào này thì mình sẽ có trên lầu 1 này mình sẽ có được một cái, đó chính là cái phòng X quang. Thì phòng X quang này nó không giống như mấy cái phòng X quang của cái bệnh viện thông thường. Nó chủ yếu là chụp X quang CT cho cái chỗ cái phục vụ cho cái gân hàm mặt thôi. Phục vụ cho cái gân. Đây là một cái không gian công dụng, nó cũng giống như dưới nữa. Sẽ bố trí lắp đặt những cái ghế khám, phòng khám. Thì trên này làm cũng được khoảng 2 ghế. Và mình tối ưu được cái không gian này để có thể sử dụng. Phòng này rất là rộng. Đây là toàn bộ những cái không gian. Đối với sàn dược nhịp này thì không gian này nó rất rộng, cho nên là mình bố trí nó rất là thông thoáng. Và đi ra ngoài trước này là một cái phòng họp. Thì phòng họp không gian này là không gian mở. Toàn bộ những cái vị trí trống này là sau này là sẽ lắp kính luôn. Đó, mình lắp kính cường lực hệ là Sinpha, kính cường lực dày 10 ly. Và ở trên này là mình sẽ đóng trần. Hiện tại là anh em mới đóng xong trần lầu 2 thôi. Và bê cũng được một lớp ở dưới chân này. Thì hai bên đều có nhà vệ sinh. Trong này là cái không gian của cái nhà vệ sinh bên đây. Anh em cũng đã ốp gạch xong cái nhà vệ sinh rồi. Phía trước này là những cái ban công. Ngoài ban công này nó sẽ có hệ thống cái bồn bông. Bồn bông này nó tô điểm cho cái mặt tiền của mình, nhìn nó rất là giống với so với cái phối cảnh. Và mình trồng bông trên này luôn. Ở phía trong này mình sẽ lắp một cái vách kính. Vách kính nó nằm đây. Bên kia nó cũng bắn qua luôn. Đó, thì cái chỗ này là cái bồn bông. Rồi mời cô chú với anh chị mình lên lầu 2 ha. Thì cái không gian nhà này ngang 7m, dài 22m. Và một chợt hai lầu. Nhưng mà cái công năng nó chỉ có hai phòng ngủ thôi. Phòng ngủ rất là rộng. Ưu tiên cho tầng chợt và lầu 1 để kinh doanh về nha khoa. Đây là toàn bộ những cái hành lang. Thì cái khu vực trống này nè, là toàn bộ trong cái thiết kế là vách kính hết. Cao từ ở trên đó xuống tới dưới đất luôn. Thì thông thường những cái cửa sổ của mình thì nó cao khoảng chừng 8 tấc cho tới 1 mét. Đó, nhưng mà cái này thì mình làm nó là vách kính ô cố định, chủ yếu để lấy sáng. Cho nên là nó cao từ ở trên xuống luôn, nó vẫn đảm bảo được cái an toàn. Rồi mời cô chú với anh chị mình cùng lên trên lầu 2 ha. Đây, ngay khu vực này cũng là một cái bố trí, một cái ô lấy sáng ngay chỗ vị trí cầu thang, rất là sáng. Thì ở đây cô chú và quý anh chị khi đi lên cầu thang này sẽ nhìn thấy được một cái khu vực ô giếng trời. Đây, phía trên. Thì ô giếng trời nó có tác dụng là nó lấy sáng và cũng có luồng được một số gió vô. Khi mà mình đứng trên này, ngay vị trí này, là khuôn có cho khui một cái cửa ngay đây, gió rất là mát. Thì lên lầu 2 ngay cái vị trí này là cái không gian của cái khu vực bếp, rất là rộng. Khi anh chị khi mà thiết kế đó thì lúc đầu là cái bếp nó nằm ở dưới, nhưng do cái công năng là ở dưới thì chủ yếu là nhân viên sinh hoạt của nhân viên thôi, bên cái hoạt động nha khoa đó, cho nên là mình mới bố trí ở dưới là chỉ có một cái tấm đan bếp để nấu mì gói hoặc là nấu ăn gì nhanh thôi. Còn cái khu vực bếp sinh hoạt cho gia chủ á, thì mình cho nằm ở trên đây luôn. Không gian này nó rất là thoáng. Thì khu vực này là khu vực bếp. Khi mình ra đây là một cái hệ thống hành lang. Hành lang thì một số là hành lang kính và còn một số là xây bồn bông để mình vô đất sau này mình trồng cây đây. Còn lại những cái khoảng trống đó là mình sẽ làm lan can kính như cái thiết kế. Và cái phòng này là chính là một cái phòng ngủ. Thì cái phòng ngủ anh chị thấy nè, rất là rộng. Chiều cao của cái trần hoàn thiện rồi nó là 3m2. Và cái không gian ở dưới này sau này mình sẽ lát gạch để ốp vào chân tường luôn, cho nên là anh em chưa có tô chừa cái chân ở đó. Ở trên lầu 2 này thì chỉ có 2 phòng ngủ thôi. Tiếp theo là một cái phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này là phòng ngủ thứ 2. Thì đây là cái phòng ngủ master dành cho gia chủ. Nhà vệ sinh nằm ở trong phòng ngủ luôn. Anh chị thấy rất là rộng. Mặt sức mà bố trí nó rộng gần như là một cái khu chung cư, nhà ở chung cư á.
Thì cái này là còn bố trí lắp đặt nội thất nữa. Nó có hai cửa, hệ thống cửa chính và cửa bên hông. Đây là phòng master của gia chủ luôn á, cô chú quý anh chị. Thì phía trước đó chính là hệ thống lam, làm chủ yếu là che nắng một phần và để trang trí thôi. Ở dưới mình nhìn lên cái thiết kế nó đẹp. Chứ cái tác dụng chủ yếu nắng là mình phải xử lý cái hệ thống rèm. Tại vì nắng chiều ở bên đây qua nè, cho nên là mình phải xử lý thêm cái hệ thống rèm nữa. Rồi mời cô chú quý anh chị vào cái phòng đan cán một cái lớp xi măng chống thấm để cho sau khi làm mặt phẳng hết cái này luôn, để mình tạo một cái, thay vì hồi trước là mình lăn chống thấm thì bây giờ là mình làm hệ thống xi măng chống thấm này luôn, thì sau này nước nó sẽ lòn xuống tới đây, nó sẽ chảy về phiểu. Cái phiểu thì anh em cũng đặt trước rồi đó, để nó xác định được cái cốt. Sau này là mình lát gạch là nó sẽ bằng mí của cái cốt phiểu đó luôn. Thì cái nhà vệ sinh của cái phòng master này thì gần như rất rộng, gần 7,5m cho tới 8m². Phía trên có thêm một cái ô lấy sáng, thì cái cao độ nó trên 1m8 á, thì là nó cũng vừa đủ cái tầm để mình đặt một cái ô lấy sáng. Còn ở trên sân thượng thì chủ yếu là tận dụng cái chuồng cu, cái máy tum cũng đổ đâu đó khoảng chừng 20m² để chừa những cái bình, những cái bồn nước, cái hệ thống năng lượng mặt trời, và chủ yếu là tập trung vào cái giếng trời ở khu vực bếp. Đây là toàn cảnh của cái công trình mà Khuôn đã làm, và cái giải pháp của Khuôn làm là sàn dược nhiệt. Thì cái công năng là chủ yếu là để kinh doanh về cái nha khoa, và ở thì trên lầu 2 này là ở thôi. Cô chú quý anh chị thấy căn nhà này như thế nào thì hãy để lại dưới comment nha. Và có cần Khuôn phải tư vấn về vấn đề xây dựng, về giấy phép sàn dược nhiệt này, thì có thể là để lại thông tin, Khuôn sẽ tư vấn miễn phí cho cô chú quý anh chị luôn nha. Cảm ơn cô chú quý anh chị đã xem video.